Rồi con xong rồi bố đi. À mà bố ơi, ngày mai bố đón con xa xa một tí nhá. Ngay ngoài đầu đường đi bố ạ. Sao lại thế? Con thích đi bộ, mẹ bảo đi bộ với cao lớn được ạ. Chốt thế bố nhá. Rồi sao? Đi đi, đi. Cô là cầu đu. Ôi, cầu đu này. Cô là cầu đu. Chị em đâu gấu ấy nhỏ. Ờ, bố là Minh Thư đấy. Cô đây như là đúng rồi. Lộc, cho gì? Lộc. Yeah. Ôi, Lộc. Mẹ dặn là không được nhận kẹo người lạ cơ mà. Chưa mua được cái kẹo nào chứ rồi đâu. Sao nhận kẹo người lạ đấy? Kẹo đây. Bố đây à? Bố đây. Bố làm cái gì ở lớp con đấy? Bố đang cho các bạn con thấy là bố cũng đáng yêu chứ đâu có đáng sợ đâu. Bố thôi đi. Dạ, sao lại cáu bố? Này na, đây. Quay lại bố bảo nè. Đưa ba lô bố đeo cho. Con để như thế không ngồi được rồi lại ngã đấy. Đưa bố đeo cho. Bố nói phải nghe chứ. Đã ổn định để nói chuyện với bố được chưa? Con bảo bố rồi, bố có đến lớp con làm gì? Tại sao lại không để bố đến? Các bạn nhìn thấy xấu hổ à? Thế thì chắc là phải kiếm một ông bố mới thôi. Con không cần bố mới, con chỉ cần bố giống như bố của các bạn thôi. Sao bố lại sơn móng tay? Sao bố lại để tóc dài? Sao bố lại còn vẽ đầy người nữa? Bố nói cho con nghe này. Nếu như bố giống bố của các bạn lớp con thì ngày hôm qua con đã ăn đòn rồi. Nếu xấu hổ như thế, tốt nhất nên đi tìm bố khác. Cơm bố ra bố để trên nhà bà Toan, lên trên đây ăn. Nếu không thích thì sang nhà bà Thu. Bố cũng đã nhờ bà Thu rồi. Ăn đi rồi nghĩ cho kỹ vào. Tí bố đi làm về bố đưa đi tìm bố mới.